bị xử. Mày á, mày ăn không nổi mà mày lấy cho cố, mày đi ăn buffet, mày đừng có làm cúi mặt tao nghe chưa. Khùng khùng, bàn 10 người tụi nó về hết, nó dồn vô đây một cục nè. Đâu mà 10 người? Tôi ăn gà không, mấy này tôi có ăn đâu. Ở đây có tao với mày không à, bây giờ mày không ăn hết thì mày trả tiền, nghe chưa. Tính tiền, tao không có tính. Để tôi ăn. Đồ thứ gì đâu đi làm cho nhục mặt anh em không à. Nhục mặt cái đầu vô. Người ta lấy với bà. Ký cái đầu mày giờ, ăn mẹ đi. Ăn không phải trả tiền, mệt lắm. Cuộc đời khổ mà mình ăn gà không à. Ráng cố gắng lấy cho nhiều vô. Đáp lẹ lẹ lên đi. Từ từ. Ban phụ cho mày miếng này nè. Ăn bụng mấy này luôn em. Ủa rồi thằng quỷ, có mình mày uống 4 ly. Chứ ông nghĩ đồ ăn nhiêu đây, tôi phải kêu sẵn tôi biết trước hết rồi mà. Chuẩn bị rồi. Đúng là đúng, ham ăn cố uống mình. Bởi vậy nói đâu có sai đâu, thấy chưa. Mà anh em nha, quý sợ tộc là người ta lắc nè. Còn mình không có quý sợ tộc mình dứt nè. Đó anh em thấy chưa. Cứ ham ăn cố uống mà. Một mình uống 4 ly, ăn 5-6 dĩa. Mà ở đây đổ thừa cho hết người này người kia. Tao nãy giờ tao ăn có miếng rồi thôi rồi. Đi vô đây người ta phải lịch sự, ăn vừa thôi. Hiểu chưa? Ăn mà nói quá, trời đánh tránh bữa ăn. Mà nói quá mày trời. Mày trời đánh nào chịu nổi mày. Thôi ăn luôn, kệ bà, không nói thì nói. Cứ ai nhai, hồi nữa chia đôi nha, không có nội. Ăn hết đi. Đắt anh chia đôi cho. Ăn hết cái này chắc tôi đi vô kia quá. Ừ. Không ăn hải sản cơm, không ăn đâu, bà ăn cơm đi, mình ăn mấy này cho. Đừng sầu sạo, nãy giờ ăn cũng 4-5 con rồi, bị đặc sạo. Ăn không nổi đi thì nói đi, tao ăn phụ cho. Vợ tôi ăn. Ăn nổi không? Nổi. Nổi tính tiền sao?